đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Kể từ khi xã hội dần cởi mở hơn với cộng đồng LGBT, những ấn phẩm phim ảnh liên quan đến đề tài tình yêu đồng giới mà nổi trội hơn cả là tình yêu nam, nam đã dần có cho mình một chỗ đứng nhất định, bình đẳng như bao đề tài khác, trinh thám, cổ trang, ngôn tình ở của thế giới điện ảnh Trung Quốc. Ngay sau Phát Súng, khai màn của Thượng Ẩn trong năm 2016, các bộ phim đam mỹ bao gồm Chấn Hồn, Trần Tình Lệnh, Thiên Nhai Khách cứ nối đuôi nhau lên sóng đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của đề tài này. Trước tình trạng ấy, Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, Quản điện đã đưa ra văn bản tuyết còi phim đam mỹ. Trong bài viết có tiêu đề Nhìn rõ diện mạo của đam mỹ, Quản điện đã tổng hợp lại những thành tích ấn tượng của các bộ phim đam mỹ nổi bật, đưa ra đặc điểm của thể loại đam mỹ khi được chuyển thể thành phim, lý giải lý do tại sao đam mỹ có thể thoát vòng và các hệ lụy của phim đam mỹ. Nhìn vào các bộ phim đam mỹ, chúng ta có thể thấy rằng hai đặc điểm nổi bật của thể loại này sau khi được chuyển thể. Thứ nhất đó chính là từ tình yêu, tất cả đều được chuyển hóa sang tình huynh đệ để có thể vượt qua vòng kiểm duyệt. Thứ hai, sự phát triển mạnh mẽ của đam mỹ đã biến thể loại mới mẻ này trở thành một công cụ để nhanh chóng tạo nên ngôi sao. Về lý do tại sao đam mỹ có thể thoát vòng, Quản điện đã phân tích một cách rõ ràng như sau. Đầu tiên, nhìn theo phương diện đề tài, vì hạn chế của chính sách, văn hóa đam mỹ luôn nằm ở địa vị văn hóa nhóm, là điểm cấm kỵ trong ngành nghề sáng tác, mà mạng lưới Internet vì tinh thần tự do linh hoạt đã cung cấp thổ dưỡng cho văn học đam mỹ trở nên hưng thịnh, phóng thích khả năng sáng tạo. Cộng đồng mạng cũng tự mình tham gia, thúc đẩy văn học đam mỹ phát triển. Khi mạng lưới văn học ngày càng được thương nghiệp hóa, cũng là lúc sức ảnh hưởng của đam mỹ càng ngày càng lớn, hình thành quần thể người hâm mộ rối loạn thổ nhưỡng quan trọng nhất để đam mỹ trở nên hưng thịnh. Lý do thứ hai có liên quan đến các phim truyền hình thể loại tình cảm hiện nay. Nhìn vào những bộ phim này, dù là phim hiện đại ngọc sủng hay phim cổ trang huyền huyễn thì đều có một hình thức sáng tác cốt lõi là cho phép nam nữ chính cùng nhau giải đường. Ngoài ra còn một số bộ phim tình cảm không tôn trọng quy tắc sáng tạo nghệ thuật thông qua việc hành hạ nam nữ chính, tình tay ba, thậm chí là tạo nên những tuyến tình cảm mâu thuẫn xung đột, dễ dàng bị đồng hóa và khiến người ta cảm thấy nó là chuyện bình thường. Như bộ phim truyền hình Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi bị nghi ngờ làm thấp kém nữ giới và phản cảm. Trái lại, đam mỹ không phủ định một bộ phận nam giới thô cứng, đồng thời lại bỏ đi một bộ phận nữ tính thái quá của nam giới, cung cấp một loại tình cảm tương đối mới lạ. Như cư dân mạng đánh giá, người xem đam mỹ là vì muốn nhìn tình cảm của thế lực ngang nhau, vượt qua giới tính. Đây là nguyên nhân quan trọng mà đam mỹ thoát vòng. Nhìn vào cấp độ sâu hơn, là vì kinh tế xã hội phát triển, kinh tế của nữ giới cũng tăng lên mang đến ý thức và năng lực tiêu phí của nữ giới cũng tăng lên cực lớn. Nữ giới từ bị nhìn chăm chú chuyển sang chủ động nhìn chăm chú. Điều này mang đến ảnh hưởng đối với sáng tác văn nghệ. Không ít tác phẩm chủ động hùa theo sự yêu thích của nữ giới. Không ít phim đam mỹ được viết bởi phụ nữ. Khán giả nữ cũng là mục tiêu chính, lấy nữ giới trở thành người tiêu dùng chủ lực. Nhìn chung đặc điểm lớn nhất của những phim đam mỹ nổi đình đám chính là giá trị nhan sắc cờ của hai vị nam chính nhất định phải cao. Hành vi và tương tác của bọn họ cũng phải phù hợp tính thẩm mỹ và chờ mong của nữ giới. Sau cùng, Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã nêu ra 4 hệ lụy nghiêm trọng của phim đam mỹ. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, đam mỹ có ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức của đối tượng theo dõi đông đảo nhất của thể loại này, thanh thiếu niên. Tiếp sau đấy, ngành giải trí cũng bị ảnh hưởng không ít bởi hiện tượng marketing hỗn loạn của phim đam mỹ. Thứ ba, Quản điện cho rằng các bộ phim đam mỹ không thể nào có khả năng biểu đạt giá trị chủ đạo một cách nghiêm túc. Bởi vậy nên phim khó mà có thể truyền tải những vấn đề mang nặng tính sử thi, tự sự. Và cuối cùng, làn sóng đam mỹ dẫn đến tâm lý thực dụng cho các diễn viên, vì muốn nhanh nổi mà lựa chọn đi theo con đường đóng phim đam mỹ. Sau khi bài đăng này của Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc được đăng tải, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra, người thì ủng hộ, người lại cho rằng những luận điểm được nêu ra quá là cổ hủ. Song một lần nữa, ở dưới phần bình luận, fan hâm mộ của hai bộ phim đam mỹ đình đám là Trần Tình Lệnh và Thiên Nhai Khách lại có cớ để sâu xé nhau. Fan Trần Tình Lệnh cảm thấy hả hê khi đối thủ chỉ mang về 1,2 tỷ view sau khi khép lại. Ngược lại, fan Thiên Nhai Khách khẳng định chưa bao giờ phóng đại về độ bùng nổ của phim, nên không cần thiết phải đặt phim cạnh một tác phẩm đại bạo như Trần Tình Lệnh. Ngay từ khi ra mắt, Thiên Nhai Khách đã bị fan Trần Tình Lệnh lên án khi liên tục nhắc đến tác phẩm trong các bài đăng hay hot search của Weibo. Vì vậy giờ đây, khi Quản điện ra văn bản siết chặt và cấm cửa đam mỹ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào dự án mới nhất là Thiên Nhai Khách như kẻ gây tội. Nhìn chung,
Làn sóng đại chiến Nam Mỹ 101 chắc chắn sẽ khó mà dữ dội như mong đợi khi gần đây, nhiều thông tin cho rằng phải đến tháng 7 thì mới có phim Nam Mỹ tiếp theo lên sóng. Ngày 19 tháng 4, từ khóa Trần Phi Vũ đút thức ăn cho La Vân Hy bất ngờ lọt hot search Weibo. Đây là một cảnh quay được cắt ra từ trong hậu trường Hạo Y Hành, cho thấy sự gần gũi giữa hai diễn viên khi không ngại ăn chung một đôi đũa. Trong lúc dân tình đang mòn mỏi chờ Hạo Y Hành phát sóng, hậu trường được hé lộ khiến các fan vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra lo lắng vì Hạo Y Hành bị lên hot search đúng lúc có thông tin toàn bộ phim Nam Mỹ sẽ bị cấm phát sóng trong năm 2021. Nếu bị cơ quan chức năng ghim, phim sẽ càng chậm phát sóng. Một số người còn có thuyết âm mưu rằng Hạo Y Hành bị thế lực khác hãm hại. Bình luận của cư dân mạng: bình thường lít chả bao giờ lên được hot search. Phim đợt có tin vui được duyệt thì hot search cũng tầm hạng 16, 17, lượt truy cập cũng 600, 700 nghìn. Cái lít tào lao lại lên hot search, muốn bị cục ghim hay gì, muốn triệt đường sống của nó thật, chả ai ham đâu. Cái lít trông bình thường thế này mà lên được no. 3. Còn lên ngay sau công văn mà bảo không phải chơi xấu thì cũng hơi bị khó tin, khả năng con Hạo bị triệt cho đắp chiếu luôn rồi. Vào hồi tháng 1 năm 2021, Viên Băng Nghiên đã bị nghi ngờ lọt vào danh sách đen của trang Sohu khi trong đó có một tiểu hoa đáng cua lông, liệt kê ra một loạt những đặc điểm liên quan đến nữ diễn viên như tự mình xé couple hay gọi cua lông về ăn trong lúc phỏng vấn để mọi người phải chờ đợi. Cho đến gần đây, Sohu lại tiếp tục cà thịa Viên Băng Nghiên và nhắc đến cả sao lớn Triệu Lệ Dĩnh. Trong một bài báo liên quan đến vai diễn chính của Viên Băng Nghiên ở bộ phim Chúc Thanh Hảo, Sohu đã đặt tiêu đề ca ngợi vẻ đẹp không tì vết của nữ diễn viên, không thua kém bất cứ một ai. Ấy thế mà trong nội dung bài viết, Viên Băng Nghiên khi thì bị đem ra so sánh với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, khi thì bị lấn lướt bởi diễn viên đóng thế. Trang tin đã hết lời khen ngợi diễn viên đóng thế này là có gương mặt hiền lành, thanh thoát và bóng gió, dìm hàng Viên Băng Nghiên. Sau khi đọc xong bài viết, nhiều người cảm nhận được sự không hài lòng của Sohu dành cho Viên Băng Nghiên. Mặc dù vậy, không phải ai cũng đứng lên bên vực cô nàng, trái lại còn vô cùng đồng tình với thái độ của Sohu. Bởi lẽ, trong sự việc xé couple cùng Thành Nghị năm xưa, nhiều ý kiến vẫn cho rằng Viên Băng Nghiên đang đóng vai nạn nhân và lỗi không hoàn toàn thuộc về nam chính lưu ly mỹ nhân sát. Trong ngày 18 tháng 4, Dương Tử đã chiếm lĩnh no một hot search Weibo với việc đăng ảnh chúc mừng sinh nhật mẹ. Cụ thể, Dương Tử đăng bức ảnh mẹ cô đóng phim nữ bác sĩ tâm lý với vai trò khách mời và kèm theo chia sẻ: hôm nay là sinh nhật mẹ tôi nhưng tôi lại quên mất. Buổi sáng đến sân bay mẹ tôi cứ luôn miệng càm giảm. Đến giờ tôi mới hiểu lý do vì sao. Thật là không nên mà. Chúc mẹ tôi, bà Mã Hải Yến, Mã Đích Phi, đây là nghệ danh của mẹ, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa, sẽ có sinh nhật vui vẻ. Hy vọng mọi người cùng tặng lời chúc phúc đến bà. Ngay lập tức, Dương Tử lên hot search Weibo cùng từ khóa Dương Tử quên sinh nhật mẹ. Nhiều khán giả nhận xét rằng Dương Tử có khuôn mặt giống hệt mẹ, từ dáng cằm, mũi cho đến ánh mắt đều có nét tương đồng rõ rệt. Từ đây, những thông tin về chuyện Dương Tử vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ cũng bị đào lại. Netizen cho rằng Dương Tử vốn có gương mặt tròn bầu bỉnh, thân hình lại lùn mập chứ không thon thả, gọn gàng như nhiều nghệ sĩ nữ khác. Để thoát khỏi cái danh cô mập, Dương Tử đã nỗ lực giảm cân, đồng thời sử dụng các phương pháp làm đẹp bằng thẩm mỹ. Cũng chính vì điều này nên càng về sau này, Dương Tử càng bị chụp lại nhiều khoảnh khắc mặt đơ cứng, sưng tấy. Mặc dù Dương Tử nhiều lần lên tiếng thanh minh, nhưng tin tức tiêu cực về nhan sắc của cô vẫn xuất hiện dày đặc. Có một thời gian, truyền thông Hoa ngữ còn loan tin Dương Tử bị sốc nhận lời chê bai nhan sắc quá nhiều. Nữ bác sĩ tâm lý được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tất Thục Mẫn, một bác sĩ khoa nội có tiếng, đứng hạng thứ 14 trong danh sách những nhà văn giàu nhất Trung Quốc. Dương Tử vào vai nhà tâm lý học Hạ Đốn, còn Tỉnh Bách Nhiên đóng vai tiền khai rật. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng là cặp đôi vàng trên màn ảnh nhờ thành công vang dội của Trần Tình Lệnh. Ngoài đời, cả hai đã có nhiều tương tác thân thiết. Rất nhiều khán giả mong đợi cặp đôi sẽ có thể hợp tác trở lại sau bộ phim đặc sắc nhất mùa hè 2019. Hai người từng giống như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trong phim, không thể tách rời và luôn bổ sung cho nhau. Nhưng hiện tại, cả hai dường như đã khác. Bản thân các nghệ sĩ và đội ngũ marketing liên quan dường như đang muốn khán giả rời bỏ couple nam, nam này. Họ muốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phát triển độc lập. Lý do là gì? Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể hoạt động cùng nhau. Nếu cả hai tiếp tục bứt phá trong làng giải trí với concept kết hợp, thì đó chắc chắn là một ý tưởng không tồi thu hút sự quan tâm, yêu thích của rất đông khán giả. Tuy nhiên, cả hai đã quyết định tách riêng hoạt động sau khi hết đợt quảng bá cho Trần Tình Lệnh. Như vậy,
sự phát triển lớn mạnh hay lụi tàn của một người sẽ không còn ảnh hưởng quá lớn tới người còn lại. Ví dụ như hồi đầu năm ngoái, Tiêu Chiến bị gián đoạn hoạt động do sự cố 227, thu về lượng lớn anti-fan, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Tất nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì chuyện này không phải do sai lầm của Tiêu Chiến gây ra. Tuy nhiên, nếu lúc đó Tiêu Chiến còn hoạt động chung với Vương Nhất Bác, chắc chắn sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1997 sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi đàn anh. Điều này vô hình trung sẽ hắt cho Tiêu Chiến một chậu nước bẩn lớn, ám chỉ những điều xấu, tiêu cực sẽ bị đổ lên đầu. Do đó, đội ngũ nhân viên của cả hai đã thống nhất kế hoạch hoạt động riêng cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của đối phương. Cứ cho rằng những khó khăn của Vương Nhất Bác cũng bị dư luận đánh giá tiêu cực, thì nếu cả hai hoạt động như một cặp, sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Chiến cũng sẽ bị ảnh hưởng theo chiều không tốt. Do đó, tốt hơn hết hai người nên giữ liên lạc bí mật, hoặc coi nhau như bạn bè chứ không nên hoạt động chung cùng nhau. Khi sự nghiệp của Tiêu Chiến bị trục trặc, Vương Nhất Bác có thể đã bày tỏ sự chia buồn với anh một cách riêng tư thông qua tin nhắn hay các phương tiện liên lạc khác. Tất nhiên, nếu không có những hành động này thì cũng chẳng sao cả, dù gì thì hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường. Cuối cùng, hy vọng rằng hai nghệ sĩ có thể phát triển sự nghiệp tốt hơn trong năm nay. Vương Nhất Bác tiếp tục vươn lên ổn định như mọi khi, còn Tiêu Chiến hiện đã phục hồi sau sự cố 227. Hiện tại, cả hai diễn viên đang tích cực tham gia ghi hình cho những dự án phim ảnh, chương trình truyền hình mới sắp ra mắt. Vừa qua, Đài Hồ Nam vừa tổ chức một sự kiện chiêu thương, thu hút những nhà đầu tư, quảng cáo, với hàng loạt show thực tế sẽ được nhà đài triển khai trong thời gian sắp tới. Trong số đó, dàn khách mời cố định trong hai chương trình lại trực tiếp ám chỉ về Tiêu Chiến. Chương trình đầu tiên đề cập đến Tiêu Chiến là show nhà sản xuất Trung Quốc. Khi giới thiệu về chương trình, ban tổ chức đã phát ra một đoạn âm thanh quảng bá dài 10 giây, trong đó là giọng nói của một số nghệ sĩ, mỗi người nói một câu. Ở câu đầu tiên, tôi, Nam, đến từ Trùng Khánh, trong người luôn có tinh thần phiêu lưu. Vì chất giọng này khá giống với Tiêu Chiến, cộng với những đặc điểm trùng khớp với anh chàng, khiến dân mạng khẳng định chắc chắn rằng đó chính là ngôi sao Trần Tình Lệnh. Ngoài ra, hình ảnh được nhắc đến trong show nhà sản xuất Trung Quốc còn đề cập nội dung học trò đỉnh lưu của Thư Kỳ. Trong giới giải trí, những minh tinh lên hàng đỉnh lưu, ngôi sao nổi tiếng có lượng fan vô cùng đông đảo, không có nhiều người, đặc biệt lại còn là học trò của Thư Kỳ thì đặc điểm này chỉ có Tiêu Chiến mà thôi. Tại hội nghị chiêu thương của Đài Hồ Nam, không chỉ mỗi chương trình này là nhắc đến Tiêu Chiến, mà trong show khác có tên Gia Đình Thám Tử Tỏa Sáng cũng bị nghi ngờ là đề cập về ngôi sao sinh năm 1991. Chương trình đã đưa ra lời gợi ý, người này là icon thiết kế đỉnh lưu, vừa đỉnh lưu lại liên quan đến thiết kế. Quả thật trong giới giải trí hoa ngữ ngoài Tiêu Chiến ra thì còn ai nữa đây? Việc mời Tiêu Chiến góp mặt liên tiếp trong hai show thực tế trọng điểm khiến dân mạng nghi ngờ rằng ban lãnh đạo đài truyền hình Hồ Nam có ý nâng đỡ, tập trung lăng xê cho anh chàng. Tuy nhiên từ trước đến nay, Đài Hồ Nam được xem là sân nhà của Vương Nhất Bác, luôn xem thái tử yêu hô như gà cưng hết lòng trợ giúp trên mọi phương diện. Lẽ nào đây là động thái có mới nới cũ của nhà đài khi chuyển hướng sang Tiêu Chiến và bỏ rơi Vương Nhất Bác hay chăng? Động thái từ buổi chiêu thương của Đài Hồ Nam đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nếu nâng đỡ cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến thì sắp tới sẽ có cuộc cạnh tranh gay gắt từ phía ekip của hai người này đây. Ngồi xem đợi kịch hay, thật sự Đài Hồ Nam lăng xê cho Tiêu Chiến thì dân tình hãy chuẩn bị chờ xem các cuộc chiến đến từ fandom hai nhà Trần Tình Lệnh nhé.